một làn khói trắng, dù đời vàng quên lãng, nắng sầu thành hơi ấm, hỡ dịu tình đau, ngày tan im lặng, yêu người làn tóc trắng, tâm sự rồi đêm đắng, như lệ rơi biết nhau. Đêm vỗ về núi nắng, đêm trao ngọt ngào hương phấn, buông lời dòng tóc mơ, trong dòng ngày tháng vật vờ. Xin cảm ơn nhóm Nong Dòng Kẻ, xin cảm ơn những người bạn mến thương của Quyên. Thưa quý vị, trước khi Quyên hát tiếp những bản tình ca tuyệt vời của nhạc sĩ Vũ Thành An, ngay sau đây Quyên xin được thay mặt cho tất cả quý vị xin được cảm ơn nhạc sĩ Vũ Thành An đã dành tặng cho khán giả biết bao nhiêu thế hệ những tuyệt phẩm có lẽ không bao giờ cũ, không bao giờ phôi phai một nốt nhạc nào, dù thời gian có trôi theo thật dài đi nữa. Rất tiếc lần này nhạc sĩ Vũ Thành An không thể về Việt Nam để có thể tham dự chương trình này cùng tất cả quý vị, cũng như cùng tất cả anh chị em nghệ sĩ. Ngay khoảnh khắc này, khi nhạc sĩ biết rằng một chương trình như thế này với biết bao nhiêu con tim yêu thương những tình khúc của nhạc sĩ đang được diễn ra tại Việt Nam, tại Nhà hát Hòa Bình cùng với hơn 2.000 khán giả, như thế này thì nhạc sĩ cũng chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm. Và Lệ Quyên, đối với những bài hát, những sáng tác của nhạc sĩ Vũ Thành An thì còn lớn hơn tuổi đời của Lệ Quyên rất nhiều. Bởi vậy nên bằng dung cảm có thể coi là của lớp trẻ, Quyên đã hát những bài hát đó thực sự bằng tình yêu và bằng cảm nhận riêng của mình. Và của một chương trình như thế này, Quyên đã nói từ đầu Quyên là người nhàn nhất. Bởi vì Quyên chỉ có bằng ký ức của mình, bằng những kỷ niệm, bằng tất cả những gì Quyên yêu mến đối với tình khúc của nhạc sĩ Vũ Thành An, Quyên rèn luyện rất là dễ thôi, còn biết bao nhiêu công sức của cả một ekip, của cả một tập thể. Cho Quyên xin một phút để cảm ơn công ty Phương Nam Phim đã đồng hành với Quyên trong chương trình này. Xin cảm ơn giám đốc âm nhạc Đức Trí, xin cảm ơn nhạc sĩ Vĩnh Tâm, xin cảm ơn ban nhạc, xin cảm ơn anh Xuân Hiếu, xin cảm ơn dàn nhạc Giao Hưởng. Xin cảm ơn tất cả những người đứng đằng sau Quyên, có lẽ rất khó có thể kể từng người đã giúp cho Quyên. Thực sự, Quyên không biết mình có phải là nhân vật chính hay không nữa, bởi vì đây rõ ràng là sự hòa quyện, là hơi thở của tất cả một tập thể góp nên một chương trình đáng nhớ như thế này. Chắc chắn đây là một sự trải nghiệm rất là lớn. Quyên sẽ lớn khôn hơn nhiều lắm sau chương trình này. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn quý vị, xin cảm ơn tất cả. Ngay sau đây, trân trọng được mời ra sân khấu một người anh mà có thể nói là hầu như Quyên nhớ đến anh hầu như luôn luôn đầu tiên mỗi khi Quyên làm những chương trình giống như thế này. Rất mong quý vị hãy đón chào một tràng pháo tay thật là ngọt ngào và nồng nhiệt cho nam ca sĩ Quang Dũng. Thank you.
Anh đến thăm em đêm 30, còn đêm nào vui bằng đêm 30. Anh nói với người phụ quét đường, xin chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em. Tay em lạnh để cho tình mình ấm, môi em mềm cho giấc ngủ anh thơm. Sao sao thừa xanh trong đôi mắt hoa, trời sắp tên hay lòng mình đang tên. Tháng ngày đã trôi qua, tình cũng phôi pha, người khuất xa chỉ còn chút rồi cũng phong ba xuống cùng buồn. Dòng sông đêm hồn đen sau thao thức, ngàn vì sao mong hay lệ khóc nhiều. Của nhạc sĩ Vũ Thành An, Anh đến thăm em đêm 30,
Và ngay sau đây, Quang Dũng xin được mời quý vị cùng nghe một bài hát rất là hay của nhạc sĩ. Bài hát được mang tên Tình Khúc Thứ Nhất. Tình vui theo gió mây trôi, ý sầu mưa xuống đời, lệ rơi lấp mấy tuổi tôi, mấy tuổi xa người. Ngày thần tiên em bước lên ngôi, đã nghe son vàng tạ tới, chầm mình trong hương đốt hơi bay, mong tìm ra phút xuân về. Trong thiên tai những cánh rơi lẻ loi mù trong bóng đêm dài, lời nào em không nói em ơi, tình nào không gian dối, xin yêu nhau như thời gian làm dòng bão. Thank you.
đêm xuân bước lạc xa xuống trần, thành tình nhân đứng giữa trời không khóc mộng thiên đường. Ngày về quê xa lắc lê thế chót nghe theo lời u mê, làm tình yêu nuôi cánh bay đi nhưng còn dở. Phút vui trần thế. Một bờ mi cong vùng tóc nhớ.
đến với tôi đột ngột quá, khiến tôi có cảm tưởng rằng người yêu của tôi hồi đó vẫn dành cho tôi một chút tình cảm khi về với chồng. Cho nên tôi đã viết: đời một người con gái ước mơ đã nhiều, trời cho không được mấy, đến khi lấy chồng chỉ còn một tình mang theo. Bây giờ sống ở tuổi này, tôi hiểu ra rằng tôi không thể mang theo bất cứ một điều gì ra khỏi thế giới này, và tôi lại cảm nghiệm được rằng tất cả tình yêu của tôi tôi có thể mang theo cuối tình với tôi thì liệu thế giới này. Lòng người như lá úa trong cơn mưa chiều, nhiều cơn gió cuốn xoay xoay trong hồn, và cơn đau này vẫn còn đây. Chiều về không buông nắng cho mây âm thầm, một mình trong chiều vắng nhớ đôi môi mềm ngày nào ân cần trao thân. Tìm trong tháng ngày buồn đôi mắt nào khó đường tình chờ.
trời một người con gái, ước mơ đã nhiều trời cho không được mấy, đến khi lấy chồng chỉ còn mối tình mang Oh.
cho vơi đi những nhục hình, nói cho quên đi những tội tình. Đời con gái cũng cần dĩ vãng, người em tôi chỉ còn tương lai. Mai về sau nước mắt có cạn khi ra đời thương cho đàn con. Chiều người quen có mấy người thân, khi lìa trần có mấy cuốn quý vần về tà áo
run run đôi môi mở chạm, tiếng nói thơ dại ngày đó, bây giờ mộng đời bay cao, gom hết tương lai vào tiếng yêu thương trao em một đời. Hãy sát xe đời ngày tới, mai rồi ngọt bùi sẽ chia. Mai rồi ngọt bùi sẽ chia, cô đơn nâng niu từng ngày, xót tay khi em vào đời, mà đời còn nhiều đắng cay. Hãy để chia nhau nghèo khó, quên lo tương lai mịt mờ, hãy cố lâu rồi đời mình cũng qua, lâu rồi đời mình cũng qua. Xin em đôi tay nuột nà, xin em đôi môi thật thà chung nhiều xót xa. Hãy cố vươn vai mà đứng, tô son lên môi lạnh lùng. Hãy cố yêu người mà sống, lâu rồi đời mình cũng qua. Năm 1965, tôi đã viết rằng: Này em hỡi, con đường em đi đó, con đường em theo đó, đúng hay sao em? Mưa bên chồng có làm em khóc, có làm em nhớ những khi mình mặn nồng. Cái lời nói này tưởng rằng chỉ nói một lần, nhưng không ngờ đời cứ nhắc đi nhắc lại, kéo dài đến mấy chục năm. Tới năm 1991 thì tôi có cơ hội để nói lại những lời như là một lời xin lỗi người bạn của mình. Tôi đã nói lại như sau: Này em hỡi, con đường em đi đó, con đường em theo đó, đúng đấy em ơi. Nếu chúng mình có thành đôi lứa, chắc gì ta đã thoát ra khỏi đời khổ đau. Nhớ em nhưng chẳng nói ra nhiều cũng vậy thôi. Ôi đớn đau đã nhiều rồi, một lời thêm càng buồn thêm, còn hứa gì. Biết bao lần
em đã hứa cho nhiều rồi lại quên. Anh biết tin ai bây giờ, ngày còn đây người còn đây, cuộc sống nào chờ. Này em ơi, con đường em đi đó, con đường em theo đó sẽ đưa em sang đâu. Mưa bên trong có làm em khóc, có làm em nhớ những khi tình còn nở. Này em ơi, con đường em đi đó, con đường em theo đó, đúng hay sao em xa nhau rồi. Thiên đường thôi lỡ, cho thần tiên chấp cánh, xót đau người tình si. Suốt con đường ai dìu lối, hãy yêu nhiều người em tôi. Xin gửi em một lời chào, một lời thương, một lời yêu lần cuối cùng. Đã hứa cho nhiều rồi lại quên. Anh biết tin ai bây giờ, ngày còn đây người còn đây, cuộc sống nào chờ. Chấp cánh xót đau người tình si. Này em ơi, con đường em đi đó, con đường em theo đó sẽ đưa em sang đâu. Xa nhau rồi thiên đường thôi lỡ, cho thần tiên chấp cánh xót đau người tình si. Suốt con đường ai dìu lối, hãy yêu nhiều người em tôi. Xin gửi em một lời chào, một lời thương, một lời yêu lần sau đây. Xin mời quý vị nghe một bài hát nữa của anh Vũ Thành An, bài không tên, số 8.
chiều xuống du hồn người bên bông, chiều không im gọi người đợi mong, chiều trong cho mê mây ươm nắng, nắng đời chiều nắng say, nắng nhuộm chiều hay. Đây là một bài hát mà nhạc sĩ Vũ Thành An sáng tác từ năm 1974 và cho mãi đến năm 1994 anh mới viết xong. Mới nghe tưởng như là 20 năm tình lận đận. Nhưng mà không phải, bài hát này chỉ là những dòng suy tư về cuộc đời của nhạc sĩ Vũ Thành An. Lần đầu tiên tôi mới nghe bài này tôi tưởng là một bài thiền ca. Và cũng giống như những bài không tên trước của anh Vũ Thành An, bài hát này được khán giả yêu thích ngay và trở thành một trong những bài hay nhất, giá trị nhất của anh Vũ Thành An. Và ngày hôm nay tôi xin hát bài này với nữ ca sĩ Lệ Quyên. Thank you.
ta lần mò lèo mãi không qua được vách sầu. Ta tìm một tiếng yêu thấy toàn là sầu đau. Ước vọng ngày thơ ấu chưa xin được chút nào. Suốt đời con khát khao, khát vọng con cầu cầu. Ôi thôi đời ta phung phí trong cơn buồn phiền. Ta xin tháng ngày rồi mình yêu. Ôi hay tại sao ta sống chớ này quay cuồng mãi hoài. Có gì
ngày mai rồi mình cũng già, không thể nào níu lại nữa. Ngày xưa như mới hôm qua, một đóa hoa trong cơn phong ba. Thời gian thừa cánh chim bay, tiếng cầu kinh đời đời vẫn vậy. Chúng ta gặp nhau đây, rồi thiên thu mãi mãi chung vầy. Ngày mai hồi mình già, nhưng đời người không thể. Hồn ta là đốm kẻ, nam ca sĩ Quang Dũng, nam ca sĩ Hồ Trung Dũng và nhóm Aeon. Lần nữa, chân trọng cảm ơn những tình cảm yêu thương dạt dào của quý vị đã dành cho chương trình này. Và đặc biệt, ngồi đến tận giờ phút cuối, những lời hát cuối, những bài hát cuối. Xin trân trọng cảm ơn và rất mong mỏi sẽ gặp lại quý vị vào một ngày gần đây nhất. Cho tôi gặp lại em, đôi môi đó đến nay còn nồng.
một lần nào cho tôi gặp lại em, rồi thiên thu sẽ là nhung nhớ. Dòng đời nào đưa em đi về đâu, sao không thấy qua đây một lần. Một lần nào cho tôi gặp lại em, những bên bờ xưa cũ đã mờ. Ơi mái tóc mây bay giờ còn không tiếng nói thơ ngày. Giờ còn không em có vui không, hai má còn hồng. Tuổi xuân qua mau quá, tôi ngỡ như ngày nào. Đôi mắt em như sao soi thấu tâm hồn nhau. Giờ đời em đã úa, tay có bơi cùng người, tim có nuôi thân tôi, đôi mắt quăng thâm rồi. Một lần nào cho tôi gặp lại em, em nói tôi vui một lần. Một lần nào cho tôi gặp lại em, còn chút tình đốt hết một lần. Giờ còn không em có